Thưa quý vị, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã xác định đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng về đạo đức. Để thực hiện được giải pháp đó, điều cần nhất là phải phát huy được vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ở các cơ quan đơn vị, thông qua các công việc cụ thể hàng ngày để tạo sự lan tỏa ra toàn đội ngũ. Từ nhiều năm nay, ở ban tổ chức Trung ương Đảng đã hình thành thói quen là các đồng chí lãnh đạo, trưởng phó ban, thủ trưởng đơn vị làm việc ở cơ quan ngoài giờ hành chính và cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Sự nhiệt huyết, tận tụy của những người đứng đầu trở thành động lực thúc đẩy người khác làm theo, loại bỏ được sự trì trệ trong bộ máy. Các đồng chí lãnh đạo ban, đặc biệt là đồng chí trưởng ban, rất là sâu sát và say mê trong công việc. Thời gian làm việc ở cơ quan nó nhiều hơn thời gian ở nhà. Cho nên là anh em cán bộ, đảng viên, các vụ đơn vị là trong nhiệm kỳ qua là cùng cộng đồng trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó. Còn đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nhiệm vụ song hành. Vừa làm theo Bác, vừa hành theo Bác để tư tưởng, đạo đức, phong cách của người tiếp tục lan tỏa và thấm sâu vào người dạy và người học. Đó là dạy và học đi đôi với hành, gắn lý luận với thực tiễn. Trong cái đào tạo cán bộ thì Bác cũng nhấn mạnh là đào tạo là học phải đi đôi với hành và học lý luận để vận dụng, chứ không phải học lý luận chỉ vì lý luận. Thế thì ngay bản thân các thầy cũng phải là học đi đôi với hành, tức là các thầy cũng phải cập nhật kiến thức, nghiên cứu lý luận và gắn với thực tiễn. Ở Đảng bộ khối các cơ quan trung ương thì việc giáo dục đạo đức cách mạng, học và làm theo tư tưởng phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh thì lại tập trung vào việc khắc phục cho bằng được mặt hạn chế, đó là nói chưa đi đôi với làm. Nói nhiều, làm ít, coi đây là hành động nêu gương để lan tỏa ra toàn hệ thống. Khắc phục những cái mà chúng ta nói nhiều mà làm rất ít, hiệu quả thấp thì những việc đó phải chú ý khắc phục ngay từ đầu. Tức là chúng ta chỉ đạo thế nào thì chúng ta phải làm trước, được các tỉnh thành ủy noi theo, học tập làm theo. Đạo đức cách mạng không phải là những thứ chung chung, trừu tượng mà thể hiện rất rõ ràng qua những hành vi, việc làm và trách nhiệm cụ thể, kết quả cụ thể trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vì thế, xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị sẽ đem lại hiệu quả kép, là vừa củng cố đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy trong các cơ quan công quyền.